chào với bà con nông dân ha. Thì clip tuần trước thì mình có vô vườn của chú Hiền ha, thì đã quay dàn lá rồi, thì đúng như lời hứa ha, thì hôm nay thì quay lại là quay dàn bông nè, cách xử lý là phòng ngừa bệnh bông nè, dưỡng bông ha, cách đi phân gốc tư vấn cho bà con ha. Cái vườn bông của chú Hiền nè thì chặng bông nó là khoảng 50 ngày bà con, dao động là 1-2 ngày ha, thì cái trước cái sau. Hôm nay thì chú tiến hành là xịt một cử trước số nhị. Vườn bông là bông rất là đều ha, cây năm đầu luôn, bông năm đầu nè. Các bà con thấy nè, đây, bông này không có xử lý bắt lo nha, bông này không xử lý bắt lo, bông này là bông mùa, mùa tiền giang ha, không xử lý bắt lo nên cuốn nó hơi dài, nhưng mà bông vẫn mập, cuốn dẻo, này là cực kỳ dẻo luôn nha, sạch, sạch bình, cực kỳ sạch bình luôn. Cái này là khoảng tuần nữa là bắt đầu xử nhị rồi nè. Cái vấn đề năm nay á thì tình trạng xuất hiện là tháng thiếu bông rất là nhiều ở trên cái sầu riêng của mình ha, nhất là miền Tây nè, ở Tiền Giang thì tháng thiếu bông á, lúc mà nó còn số nhị mà nó bị tháng thư á, nó bắt đầu dưới cái đít bông rồi nè, nó sẽ bị dợp vô ha, lấm cực kỳ nguy hiểm nha. Những bông này số nhị thường là khả năng nhỉ là thấp luôn, tỷ lệ đậu là như là không có, nên chúng ta cần phải là xịt phòng ngừa nó trước, đừng để cái hậu quả khi mà đã phát hiện nó lây lan trong vườn cực kỳ nhanh luôn. Lúc đó đa số là thuốc là chỉ xịt để chặn đứng nha, mà chặn cũng không nổi nha. Quay toàn cây ha, vườn của chú Hiền là 320 gốc, tổng cộng 400 gốc nhưng mà năm nay là chỉ có 320 thôi. Dàn lá thì hết ý ha, dàn lá mình đã quay tuần trước rồi, dàn lá cực kỳ đẹp luôn, bông ra chịt bông hai lần, quay bông hai lần ha, lần thứ hai nè là mướn những anh mà dưới công nghiệp lên giật luôn, chuyên nghiệp luôn á, bạn thấy giờ cất là đều luôn. Mình thấy không, bà con nông dân đây không dám giật mình tay đâu. Bông này á thì mình cho sử dụng Sima với Nemet với Multi Te định kỳ ha. Cho anh mở cho Nemet rồi khen. Thì mình cứ đầu cử thôi. Thường á, đây, thường là mình sẽ cho xài một cử nè, 5 mét cộng với Sima ha, dưỡng với bệnh. Cử sau mà nếu tình trạng cây ổn á thì mình cho phun là canxi bo cộng multi te, canxi bo cộng multi te extra. Nếu mà trường hợp mà mưa nhiều, sương nhiều á thì mình lại tiếp tục cho cộng Sima luôn, phun định kỳ luôn, cứ kiềm hoài luôn thì bông chúng ta sẽ không có bệnh nha, cực kỳ ngon luôn. Ở dưới gốc thì mình cứ cho đi phân ba số đều thôi. Dàn lá thì lần trước mình đã nói rồi ha, cái xử lý mình tốt để kéo đọt ha. Đây, cái phun vậy thôi. Mùa thuận thì nó làm cũng dễ, chứ không khó. Dưới là 5 mét nè, bo kẽm là để dưỡng bông, nhiều phấn ha, là mập bông chắc cuốn. Dưới là Sima xanh bông nè, cái là nó chỉ tháng thư cực kỳ hay ha. Đó cái sầu riêng của mình. Multi Te thì quá là thân thuộc ha, cung cấp chung vi lượng nè, mập cây chắc khỏe, bung bông nhiều giấy. Đây quay mấy cây khác nữa mà vừa rộng quá, mà cây nào cũng như giống như cây nào à, không có khác biệt mấy nha. Lía cam thì nó chán mắt, cây nhỏ đây nè. Vườn bông là dư nha, cực kỳ dư luôn. Đó, ha.
lưu ý quý bà con lưu ý ha, thì tình trạng là tháng thư trên bông này xuất hiện rất là mạnh nên chúng ta cần phải phòng trừ ha. Mùa lớp gầy, đặc biệt là trường hợp tối lạnh, sáng ngày lạnh nhưng mà trưa nắng rất là gắt thì cũng phun kiềm để là đại hiệu cao nhất nha. Rồi xin hẹn gặp lại quý con trong clip tiếp theo ha. Bye bye.